Thanh Thanh Huyền lọt top 10 bán kết Miss Charm, Việt Nam chuẩn bị có thêm vương miện quốc tế. Vướng nhiều tranh cãi ngay từ những ngày đầu tiên chinh chiến Miss Charm 2023, Thanh Thanh Huyền bị khá nhiều khán giả quay lưng và chê bai. Thế nhưng, sau những cố gắng trong đêm bán kết vừa qua, đại diện Việt Nam hiện đã dần lấy lại tình cảm của khán giả. Vừa qua, cuộc thi Miss Charm 2023 chính thức công chiếu đêm thi bán kết sau khi các thí sinh hoàn thành các màn trình diễn. Thanh Thanh Huyền là một trong những đại diện nhận được nhiều sự quan tâm nhất ở sân chơi sắc đẹp lần này với thái độ nghiêm túc và chỉn chu kể từ khi nhập cuộc. Tại đêm bán kết, người đẹp Nha Trang đã gây bùng nổ với nhan sắc ngọt ngào trong trang phục dạ hội mang tên Phượng Hoàng Tái Sinh, khiến công chúng quê nhà vô cùng tự hào. Thiết kế mà Thanh Thanh Huyền đem đến sân khấu Miss Charm có màu sắc chủ đạo là ánh bạc, được thiết kế bởi Lê Thanh Hòa. Với nhiều những hiệu ứng ánh sáng lấp lánh và bắt trọn ánh đèn, người đẹp Nha Trang trở nên lung linh như một tinh tú giữa các đối thủ. Đại diện Việt Nam di chuyển mượt mà, từng bước trên đường bằng, cùng nụ cười sáng. Dù bị chê bai về kỹ năng catwalk, nhưng trong màn trình diễn dạ hội, cô đã thể hiện ngoài sức mong đợi của khán giả hâm mộ. Bộ trang phục dạ hội của Thanh Thanh Huyền được đánh giá khá cao và không khỏi khiến công chúng quê nhà phải vỗ tay tự hào. Có thể nói, không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào, catwalk uyển chuyển tại đêm bán kết Miss Charm 2023, Thanh Thanh Huyền còn ghi điểm khi sở hữu bộ váy dạ hội tuyệt đẹp. Bộ trang phục dạ hội Phượng Hoàng Tái Sinh của Thanh Thanh Huyền hiện cũng đứng đầu trong top 10 bộ trang phục đẹp nhất của bảng xếp hạng bình chọn của khán giả. Thậm chí, màn thể hiện của Thanh Thanh Huyền còn thuyết phục được những khán giả khó tính từng quay lưng với người đẹp. Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận xin được quay xe làm lại fan của Thanh Thanh Huyền. Dù người đẹp catwalk vẫn chưa quá chắc chân như các hoa hậu khác, nhưng điểm yếu này của Thanh Thanh Huyền có thể được cảm thông vì cô đến với Miss Charm Việt Nam khá gấp rút và chưa có nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng này. Ngoài Thanh Thanh Huyền, trang phục dạ hội nằm trong top bán kết cũng thuộc về những đại diện như Venezuela, Puerto Rico, Hàn Quốc, Dominica, Costa Rica, Colombia, Brazil. Thanh Thanh Huyền vừa qua cũng lọt top 10 trong bảng xếp hạng chuyên trang sắc đẹp quốc tế nổi tiếng Miss Sociology. Theo đó, người đẹp được đánh giá cao nhất chính là đại diện đến từ Colombia, Juliana Habiloji. Đại diện Việt Nam là Thanh Thanh Huyền được dự đoán lọt top 10 ở vị trí cuối. Trước đó, nữ MC 3.000 chữ đã từng gây tranh cãi vì nhiều vấn đề như múa quạt, nhan sắc qua kem thường, chưa đủ xuất sắc hay phần thi stream show không đủ cuốn hút thì đêm bán kết là cột mốc gỡ thua trong Thanh Thanh Huyền trong suốt hành trình dự thi Miss Charm 2023. Tuy nhiên, công tâm mà nói, Thanh Thanh Huyền vẫn chưa được đánh giá cao về catwalk trong trang phục dạ hội nhờ việc di chuyển nhẹ nhàng từ tốn giúp cô hạn chế được khuyết điểm, nhưng đến phần trình diễn áo tắm, Thanh Thanh Huyền dường như lộ hoàn toàn khuyết điểm về catwalk. Thanh Thanh Huyền sải bước tự tin nhưng hất mặt quá cao, nhiều khán giả nhận xét cô catwalk an toàn, thiếu điểm nhấn. Bên cạnh đó, biểu cảm thần thái của người đẹp quê Nha Trang được cho là chưa đủ ấn tượng, dù trước đó cô có 2 tuần rèn luyện kỹ năng hình thể tại Philippines. Thân hình của cô bị chê mỏng, thiếu sức sống so với dàn thí sinh châu Mỹ, người đẹp cao 1m70, số đo 85-61-89cm, đôi chân dài 1m1. Được biết, sau khi hoàn thành các phần trình diễn của mình, Thanh Thanh Huyền cũng đã bật khóc trong hậu trường vì quá hạnh phúc và khiến khán giả xúc động lây. Tân Hoa hậu của Miss Charm 2023 sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 100.000 đô la, khoảng 2,4 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với Miss Grand International 2021. Hoa hậu Thủy Tiên nhận được tiền mặt 40.000 đô la, gần 1 tỷ đồng. Vào ngày 16 tháng 2, đêm chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả sắc đẹp đang khá nôn nóng có thể tiếp tục chứng kiến những chiến binh xứng đáng cho ngôi vị Miss Charm 2023 sẽ lộ diện trong chặng cuối. Với sự thể hiện hết mình trong bán kết, Thanh Thanh Huyền được kỳ vọng có thể lội ngược dòng để đăng quang và mang về chiếc vương miện quốc tế tiếp theo cho Việt Nam.